Chào bạn, đây là Quincy. Tôi đang thực hiện chương trình Cùng học tiếng Trung Quốc. Chương trình gồm 60 bài tôi soạn cho người Việt học tiếng Hoa. Hôm nay bài số 2 có 4 câu. Đây là những câu mắng tiếng Trung thường gặp. Câu số 1. Nǐ shì shěn jīng bìng ma? Nǐ shì shěn jīng bìng ma? Câu số 2. Nǐ you bìng ya? Nǐ you bìng ya? Câu số 3. Nǐ shì biān tài? Nǐ shì biān tài? Câu số 4. Nǐ shì bèn dàn? Nǐ shì bèn dàn? Sau đây chúng ta sẽ phân tích và khai triển các câu mắng tiếng Trung mà chúng ta thường gặp. Trong bài số 2, chúng ta học một số câu mắng tiếng Trung thường gặp. Trong phần này, chúng ta sẽ vừa viết vừa giải thích. Câu 1. Nǐ shì shěn jīng bìng? Chúng ta chỉ vào một người nói là cậu bị bệnh thần kinh. Nǐ shì shěn jīng bìng. Về cách phiên âm thì chữ nì là nơ y ni nì, sư là sư sư sư, chấn chinh sư ân sân chấn chi in chinh, bình là bơ in bình bình. Nǐ shì shěn jīng bìng, ý chúng ta muốn nói là bạn bị bệnh thần kinh. Câu 2. Nǐ you bìng ya? Nǐ you bìng ya? Có nghĩa là cậu bị bệnh à? Có đúng cậu bị bệnh không? Nǐ you bìng ya? Thì về phiên âm là nơ y ni nì you yi o you you, bìng là bơ in bìng bìng, ya yi a ya, nǐ you bìng ya? Câu số 3. Nǐ shì biān tài? Nǐ shì biān tài? Câu này muốn nói là bạn là biến thái rồi phải không? Bạn bị biến thái à? Về phiên âm thì nì là nơ y ni nì, sư là sư sư sư, bèn là bơ y an bèn bèn, thai
Thơ ai thai? Thai. Nǐ shì biàn thài. Bạn là biến thái. Và câu số 4. Nǐ shì bèn dàn. Bèn dàn. Nǐ shì bèn dàn. Ý chúng ta muốn nói bạn là đồ ngốc, đồ ngu. Về phiên âm thì là nơ y ni ni, sư là sư sư sư, bên là bơ ân bên, bên tan là tơ an tan tan, ni sư bên tan, bạn là đồ ngu, đồ ngốc. Chúng ta lặp lại các câu này. Bạn là đồ thần kinh. Nǐ shì shěn jīng bìng. Nǐ shì shěn jīng bìng. Nǐ shì shěn jīng bìng. Bạn có bệnh à? Nǐ yǒu bìng à? Nǐ yǒu bìng à? Nǐ yǒu bìng à? Bạn là đồ biến thái. Nǐ shì biàn thài. Nǐ shì biàn thài. Nǐ shì biàn thài. Bạn là đồ ngu, đồ ngốc. Nǐ shì bèn dàn. Nǐ shì bèn dàn. Nǐ shì bèn dàn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng Google Translate để đọc, dịch và luyện nghe. Chúng ta biết trong Google Translate có chức năng hội thoại conversation. Ở đó chúng ta có thể chọn dạng ngôn ngữ. Thí dụ ở phần bên đây chúng ta chọn là tiếng Hoa, thì chúng ta thép vào đây và chúng ta chọn Chinese, tiếng Hoa. Và phần bên đây ta chọn tiếng Việt. Thì như vậy khi ta thép vào cái micro bên đây ta nói tiếng Hoa thì Google Translate sẽ dịch ra tiếng Việt. Ngược lại ta chạm vào bên đây ta nói tiếng Việt thì ở đây sẽ dịch ra tiếng Hoa. Bây giờ chúng ta sẽ luyện nói 4 câu vừa học. Và câu số 1. Nǐ shì shěn jīng bìng. Nǐ là anh. Shì là. Shěn jīng là thần kinh. Đây là một từ kép. Bìng là bệnh. Khi ta đọc Nǐ shì shěn jīng bìng thì Google sẽ dịch ra tiếng Việt. Tôi thép vào đây. Nǐ shì shěn jīng bìng. Làm lại. Nǐ shì shěn jīng bìng. Bạn là một bệnh thần kinh. Bạn thấy nó hiện ra Nǐ shì shěn jīng bìng, có nghĩa là nó nhận dạng được giọng đọc của mình. Và nó dịch ra là bạn là một bệnh thần kinh, tức là bạn là một người bệnh thần kinh. Ta nghe lại. Bạn là một bệnh thần kinh. Bạn là một bệnh thần kinh. Bây giờ câu số 2. Câu số 2 là Nǐ yǒu bìng à. Nǐ là anh. Dầu là có. Bình là bệnh. Gia là à. Nǐ yǒu bìng gà. Nǐ yǒu bìng gà. Anh có bệnh à. Và bây giờ ta sẽ dùng Google Translate
nhận dạng cái giọng đọc của mình và cùng lúc dịch ra tiếng Việt. Muốn vậy thì tôi thép vào cái micro bên tiếng Hoa. Bà tôi sẽ đọc Ní dụ bình dạ. Ní dụ bình dạ. Bạn bị ốm. Đây, bạn thấy nó hiện ra Ní dụ bình dạ. Và nó dịch ra tiếng Việt là bạn bị ốm. Bạn bị ốm. Ta có thể nghe lại nhiều lần. Bạn bị ốm. Bạn bị ốm. Bà ní dụ bình dạ. Dịch ra tiếng Việt là bạn bị ốm. Hay là bạn bị bệnh. Câu số 3. Câu số 3 là Nǐ shì biàn tài. Nǐ là anh. Shì là biàn là biến đổi đó. Tài. Tài là thái độ đó. Bây giờ tôi sẽ đọc câu này và Google sẽ nhận ra cái âm thanh của tôi và dịch ra tiếng Việt. Nǐ shì biàn tài. Bạn không bình thường. Đây. Nǐ shì biàn tài. Và tiếng Việt dịch ra là bạn không bình thường. Bạn không bình thường. Bạn không bình thường. Bạn không bình thường. Ở đây bạn thấy nó dịch theo ý chứ không phải dịch theo chữ. Đó, nếu dịch theo chữ thì biến thái là biến thái. Biến thái có nghĩa là không bình thường. Và câu 4. Câu 4 thì Nǐ shì bìn dàn. Nǐ là anh. Shì là. Bìn là ngu á. Bìn dàn là đồ ngu. Đó. Nǐ shì bìn dàn. Bây giờ ta dùng Google để luyện đọc. Nếu ta đọc đúng thì nó sẽ hiện ra đúng và nó dịch cho chúng ta chữ Việt. Tôi đọc câu này. Nǐ shì bìn dàn. Bạn thật ngốc. Đây là Nǐ shì bìn dàn. Và nó dịch ra là bạn thật ngốc. Bạn thật ngốc. Nghe lại. Bạn thật ngốc. Bạn thật ngốc. Đó. Nǐ shì bìn dàn. Bạn là đồ ngu. Đó. Thì nó dịch ra là bạn là đồ ngốc. Bạn thật ngốc. Bây giờ chúng ta sẽ luyện lại cách phát âm các câu này. Và đồng thời thì ở phần dịch thì ta cho dịch ra tiếng Anh. Thành ra bên đây ta sẽ chọn English. Chọn English là phần tiếng Anh. Bây giờ tôi sẽ đọc câu số 1. Nǐ shì shěn jīng bìng. Bạn bệnh thần kinh. Nǐ shì shěn jīng bìng. You are crazy. You are crazy. You are crazy. Nó nói You are crazy. Bây giờ ta sẽ nghe câu 2. Nǐ yǔ bìng à. Bạn bị bệnh à. Nǐ yǔ bìng à. Bạn nghe tôi đọc. Nǐ yǔ bìng à. You are sick. Nǐ yǔ bìng à. Thì nó dịch là You are sick. Sick là bệnh. You are sick. Bạn bị bệnh à. Câu số 3. Nǐ shì biàn tài. Nǐ shì biàn tài. Bạn nghe nó dịch. Nǐ shì biàn tài. You are abnormal. Nǐ shì biàn tài. Nó dịch là You are abnormal. You are abnormal. Câu số 3 là nó dịch là You are abnormal.
Chúng ta biết normal là bình thường. Up, thêm tiếp đồng ngữ up, normal có nghĩa là không bình thường. Biến thái có nghĩa là không bình thường. Bây giờ câu 4. Nǐ shì běn dàn. Nǐ shì běn dàn. Chúng ta coi nó dịch ra tiếng Anh là như thế nào. Nǐ shì běn dàn. You're an idiot. Nó dịch là, câu 4 nó dịch là you're an idiot. Ở đây đọc linh là an idiot. Bạn nghe lại. You're an idiot. You're an idiot. You're an idiot. You're an idiot. 你是笨蛋. Đây là 4 câu mắng mà người Trung Quốc thường dùng trong nói chuyện thường ngày. Tôi sẽ lặp lại. 你是神经病. 你是神经病. Bạn bị thần kinh à? Bệnh thần kinh à? 你有病啊? 你有病啊? Bạn có bệnh? Bạn có bệnh không? 你是变态. Bạn là người biến thái. Bạn là người không bình thường. 你是笨蛋. Bạn là đồ ngốc. 你是笨蛋. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích chữ, phần chữ viết. Phân tích phần chữ viết trong bài số 2. Chữ đầu tiên là nì, bộ nhân đi với chữ nhĩ. Nì là danh xưng đại từ ngôi thứ hai. Chữ thứ hai là sư. Sư là có nghĩa là việc đúng hay là điều phải, mà cũng là. Chữ thứ ba, sảnh, bộ thị, đi với chữ thân. Sảnh là thần. Thần là đấng chủ tể. Chữ thứ tư là chinh. Chinh là kinh, là đạo đức, là pháp lực. Chữ thứ năm là bình. Bộ hạch với chữ bính. Bình ở đây có nghĩa là bệnh, là đau ốm. Nǐ shì shěn jīng bìng. Câu số 2. Nǐ yǒu, yǒu. Yǒu là có. Nǐ yǒu là bạn có. Bìng là bệnh. Gia, gia, bộ khẩu, đi với chữ nha. Gia, nì dù bình gia, bạn có bệnh à. Tiếp theo là nì sư. Nì sư, đây là chữ sư. Bên thai, nì sư bên. Bên là biến. Nǐ shì biàn là biến. Thái, thái là cái hình thái, là thái độ, là trạng thái. Ở trên là chữ thái, ở dưới là chữ tâm. Nǐ shì biàn thái.
Và câu tiếp theo là nǐ shì běn dàn. Běn là ngu, ở trên là bổ trúc, ở dưới là chữ mộc, có gạch ngang là chữ bản, là gốc. Bên là ngu, tan là trứng. Bên tan có nghĩa là đồ ngu. Nǐ shì běn dàn, đó là những cách viết của các chữ trong bài số 2. Bây giờ ta đọc ngẫu nhiên, ta đổi vị trí của các chữ, rồi ta đọc ngẫu nhiên để làm quen với nhận dạng chữ. Chữ này là dộ, dộ là có. Nó đối nghĩa với nó là vũ, vũ là vô, vô tức là không. Dù là có, vũ là vô là không. Chữ này là sẵn, sẵn là đấng chủ tể của muôn loài, gồm có bộ thị và chữ thân. Chữ này là chữ bên, bên là biến, là thay đổi. À, chữ này tan, tan là trứng, ở đây có bộ trùng, à, trứng của các loài chim, loài bò sát. Chữ này bên, bên là ngu dốt, đần độn, tối dạ. Chữ này thai, thai là cái thái độ, là cái thối. Chữ này bình, bình là bệnh, có bộ nạch, có nghĩa là bệnh, còn âm đập là phần bên trong là bình, bình là bệnh. Tàn, bên, sư, sẵn, bình, bình, và thai, chinh. Câu 1, nǐ shì shěn jīng bìng, nǐ shì shěn jīng bìng. Câu số 2, nǐ yǔ bìng yā, nǐ yǔ bìng. Và câu số 3, nǐ shì běn tài, nǐ shì běn tài. Câu số 4, nǐ shì běn dàn, nǐ shì běn dàn. Đó là chúng ta học nhận dạng chữ. Sau đây là phần thực hành luyện dịch, luyện dịch Việt ra Hoa. Chúng ta sẽ dùng chức năng của Google Translate Conversation. Chúng ta sẽ chọn một bên là Chinese và một bên là Vietnamese. Bây giờ tôi sẽ đổi bên đây ra là Vietnamese. Như vậy, khi tôi thép vào đây, thì tôi đọc vào tiếng Việt và nó sẽ dịch ra tiếng Hoa, đồng thời hiện ra chữ Hoa. Chúng ta sẽ thử dịch các câu này. Bạn bị bệnh thần kinh à? Chúng ta đọc vào câu đó, coi nó dịch ra tiếng Hoa như thế nào. Thép vào đây. Bạn bị bệnh thần kinh à? Chưa, làm lại. Bạn bị bệnh thần kinh à? Đây, bạn thấy bạn bị bệnh thần kinh à? Nó dịch ra, nị chân chân sẩn bình mà. Ta nghe lại.
你精神病吗? Nì là anh. Chân, xỉn là thần kinh. Bình là bệnh. Ma là phải không? Nì chân xỉn bình ma. Nì chân xỉn bình ma. Câu số 2, chúng ta thử dịch. Bạn bị bệnh phải không? Tôi sẽ nhập câu tiếng Việt bằng cách thép vào đây. Bạn bị bệnh phải không? Bạn bị bệnh phải không? Nó nói là nì sưng bình là mà. Nghe đọc lại. Nì là anh. Sưng là sinh, sinh ra đó. Bình là bệnh. Lơ ma là cái từ dấu hỏi. Nì sưng bình là mà. Câu số 3. Bạn là người biến thái. Ta nhập câu này. Bạn là người biến thái. Nó dịch ra là bạn là người biến thái. Thì nó dịch ra là nì sư cơ biến thái. Nì là bạn. Sư là. Cơ là cái. Biến là biến. Thái là thái độ. Nì sư cơ biến thái. Ta nghe lại. Và câu cuối cùng. Bạn là thằng ngốc. Ta thép vào đây. Bạn là thằng ngốc. Nì sư cơ bài sư. Nì là bạn. Sư là. Cơ là cái. Bài là trắng. Sư là bệnh ngu. À, bạn thấy có bộ nạch. Thấy bộ nạch là có bệnh. Còn ở đây có bộ tâm là tim. Đó. Nì sư cơ bài sư. Nghe đọc lại. Nì sư cơ bài sư. Do đó, bạn thấy là ngày nay, chúng ta nhiều khi cũng không cần phải viết. Chúng ta chỉ cần đọc và bộ phận máy sẽ chuyển tiếng đọc của chúng ta ra dạng chữ, cùng lúc có thể dịch ra nhiều dạng ngôn ngữ khác. Chúng ta đang đi vào một cái thời đại rất kỳ lạ, không phải ngồi đó gõ nữa, gõ phím nữa, mà chỉ cần nói, ta nói tới đâu, nó hiện ra chữ tới đó, đồng thời nó dịch ra các dạng ngôn ngữ khác. Đến đây, nói câu quen miệng. Chai. Chien. Hẹn gặp lại.